Xin chào tất cả mọi người, đã quay trở lại với kênh xe điện Minh Nhật. Và trong chương trình này thì bên Minh Nhật muốn giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm của hãng Decabyte. Thương hiệu Decabyte là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở tại thị trường Việt Nam, chuyên sản xuất về những cái dòng xe máy điện. Và năm 2023 là cái sự bùng nổ về cái dòng xe đạp điện trên tại thị trường. Và Decabyte không ngoại lệ, họ đã tung ra những cái dòng sản phẩm rất là đẹp. Và trong cái video này thì cùng Minh Nhật sẽ khám phá mẫu Decabyte Zoma XS phiên bản năm 2023. Trước tiên thì chúng ta hãy nhìn về phần ngoại quan của chiếc xe, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là cái form thiết kế nó phải nói là rất mất bên DK họ rất là mất nhiều thời gian để thiết kế ra cái form này. Các bạn có thể không thể bắt gặp ở đâu trên thị trường ngoài của hãng Decabyte về cái form thiết kế này. Đó, và chúng ta có thể nhìn nhận rõ nhất đó chính là cái phần cánh yếm trước của Zoma XS được thiết kế lồi lên và nó có phần cong cánh yếm là nhìn rất là lạ đúng không ạ? Cái kiểu này nó là kiểu mới. Đối với những cái dòng Vespa mà đang thi hành trên thị trường ấy thì cái form nó cũng ná như nhau, là cái cánh yếm của nó bằng như này. Đó, và riêng đối với phiên bản Zoma XS này thì cánh yếm nó lồi lên. Và chính giữa chúng ta có một thương hiệu của hãng DK. Rất đẹp. Bạn camera có thể tiến lại một xíu để cho mọi người có thể nhìn ngắm được cái chiếc này. Ok, và đây chúng ta có một cái cụm đèn pha đây. Trong cụm đèn pha này thì chiếc DK Domain XS được trang bị một cụm bóng tròn projector. Với cái cụm bóng này thì siêu sáng rồi mọi người ạ. Và ở quanh cái phần đèn này thì chúng ta có một cái giải daylight. Khi mà chúng bật đèn lên, bật khóa lên thì cái giải daylight này nó sáng rất đẹp, rất đẹp mọi người ạ. Với cái kiểu đèn như này nó cũng là cái xu thế của tương lai. Đó, và ở đây chúng ta có một cái mấy cái hình ở đây. Mấy cái hình này thì khi mà các bạn bật đèn lên thì nó cũng sáng mọi người nhá, rất đẹp. Và hai bên thì chúng ta có hai cụm xi nhan. Xi nhan cũng là LED luôn. Đó, thì điểm mà mình thích nhất đó chính là cái phần mâm của chiếc Zoma XS. Đó là cái phần mâm đa chấu mọi người ơi, đa chấu. Các bạn nhìn thấy đây, rất đẹp. Cái mâm này nó cũng là cái mâm mà chắc chắn là mọi người sẽ không bắt gặp được cái mâm thứ hai ở trên thị trường ngoài cái con này. Đó, rất là đẹp. Đó, cái dòng mâm này thì các bạn có thể liên tưởng tới những cái dòng xe máy Vespa cực kỳ là hot luôn đấy. Và cái cặp tụt đây thì chúng ta sử dụng cái cặp tụt dầu thủy lực của hãng Decabyte. Và cái cặp tụt này thì cái chữ Decabyte nhá, họ cũng làm khắc, đây là khắc nổi luôn, khắc nổi này. Cái chi phí khắc của cái này thì nó cũng mất rất là nhiều tiền đấy mọi người ạ. Đấy, công sức, chứ nó không phải là dán. Nhiều hãng thì người ta chỉ dán ở đây thôi. Đó. Những cái điểm chi tiết nhỏ này thì cho thấy là Decabyte họ đầu tư, họ trau chuốt vào một chiếc xe những cái tỉ mỉ đến cỡ nào mọi người ạ. Ok, đó là chính là cái phần trước của chiếc Zoma XS. Thì chúng ta sẽ khám phá về những cái phần thân xe. Phần thân xe ở đây mọi người thấy không ạ? Chạy dọc từ trên xuống dưới thân cái form xe nó vẫn là cái form vuốt nhọn về đằng sau, đấy, vuốt nhọn về phía đằng sau đây. Nhìn rất là đẹp đấy. Và đây là cái khoang người ngồi lái ở đây. Đó, con ra đây cho bố quay. Đó, và cái khoang người ngồi lái ở đây rất là thoải mái, để mình ngồi lên cho mọi người xem. Đó, ở trên đây thì có những cái nút bấm rất là nhạy mọi người nhá. Xi nhan này, còi này đầy đủ hết. Và đây có cái nút speed này. Một cái điểm điểm cộng cho Zoma XS đó là cái phần tay ga đây. Thì chúng ta có cái nút P đã được chuyển sát vào cái phần tay ga này. Thì chúng ta khi chúng ta bật khóa lên, bấm nút P thì xe nó sẽ khởi động rất là tiện. Và ngoài ra thì chiếc xe này cũng được trang bị công nghệ. Đó, công nghệ này. Đây là công nghệ, mình cũng không nhớ rõ phần công nghệ của chiếc này. Nhưng mà
đối khi mà các bạn ấn vào cái nút này nhá, thì khi mà xe hỏng ấy, hỏng tay ga hoặc là động cơ thì các bạn kích hoạt cái nút này, nó sẽ chạy được khoảng thêm 20 cây số nữa, với điều kiện là chiếc xe của bạn vẫn còn điện. Ok. Đó. Ở dưới đây chúng ta có một khoang động cơ. Một khoang động cơ. Con ra con. Có một khoang khối động cơ ở đây. Khối động cơ này có công suất là 1000W mọi người nhá. Và đây là một cái điểm cộng này mọi người. Đó, đây là cái càng sau. Càng sau làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Thứ nhất là nó sẽ cho cái chiếc xe có sự thẩm mỹ hơn, nhìn chắc chắn hơn. Và thứ hai là chiếc xe này nó sẽ chịu tải tốt hơn rất là nhiều. Và tải trọng của hãng công bố là lên tới 250kg. Con số quá là tuyệt vời. Chiếc xe này sử dụng 5 bình ắc quy 60V 30A. Cho khi mà chúng ta sạc đầy thì quãng đường di chuyển lên tới 70km một lần sạc. Và tốc độ tối đa chiếc xe này thì là maximum là 50km/h mọi người nhé. Ok, và chiếc xe này đang bán tại hệ thống xe điện Minh Nhật với mức giá 19.900.000. Đó. Và kèm theo những chương trình ưu đãi, khi mà mua tại cửa hàng thì bên Minh Nhật sẽ giảm cho các bạn 500. Đó. Và hãy liên hệ ngay với shop Minh Nhật theo số line 0916 99522, hoặc các bạn có thể truy cập trang web xeminhnhat.com để chúng ta có thể biết thêm những cái thông tin về cái dòng DK Zoma XS này. Xin chào mọi người.